Tối 17 tháng 5, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Bánh mì Việt Nam giá trị ẩm thực thế giới. Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Lê Văn Tám, quận Nhất, dự kiến thu hút 100.000 lượt khách tham quan. Lễ hội năm nay thu hút 85 đơn vị tham gia với 131 gian hàng, tăng 25% về số lượng gian hàng so với năm 2023. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là mô hình bánh mì khổng lồ, khu công diễn xác lập kỷ luật với 150 món ăn, khu vực vườn cổ tích và các gian hàng của các đơn vị tham gia với quy mô ấn tượng. Bánh mì của mình cũng đã được một vị trí, một cái tầm ở một trong top 10 của những cái món ăn ngon nhất của thế giới và cũng đã xếp được thứ tư ở trong cái bảng bánh mì, trong 60 món bánh mì ngon nhất của trên thế giới hiện nay. Thì mong muốn của mình là qua cái chương trình này để quảng bá đến mọi người, không chỉ là người dân Việt Nam mà cho đến tất cả những cái người khách du lịch khi mà đến Việt Nam, họ sẽ hiểu được thêm về bánh mì. Ngoài những cái món truyền thống thì sẽ có thêm nhiều loại nhân, nhiều vị nhân hơn, và cũng để khẳng định để mọi người cùng biết đến và cùng hưởng ứng để đưa bánh mì của mình, Việt Nam mình lên được top đầu tiên của thế giới. Đó là cái điều mà mong muốn của tất cả, không chỉ là của tất cả mọi người trong chương trình mà của tất cả người dân, ai cũng mong muốn để truyền tải được văn hóa cũng như là ẩm thực của mình, Việt Nam mình ra với mọi người. Theo ghi nhận, trước giờ diễn ra lễ khai mạc vào tối 17 tháng 5, nhiều người dân thành phố và du khách nước ngoài đã có mặt từ sớm, phủ kính các gian hàng. Dòng người xếp hàng dài chờ mua bánh mì hoặc thưởng thức bánh mì miễn phí, tham quan thực tế một số dây chuyền sản xuất bánh mì. Khách tham quan cũng rất thích thú với khu vực cổng chào lễ hội, được trang trí nổi bật với những linh vật, cùng bộ trang phục hình nộm người được chế tác tinh xảo từ những chiếc bánh mì. Bên cạnh đó, mô hình trưng bày chiếc bánh mì khổng lồ, khu vực công diễn 150 món ăn kèm bánh mì cũng thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách có thể tham quan các không gian trưng bày lịch sử, hình thành và phát triển bánh mì Việt Nam, với các dụng cụ làm bánh mì, hình ảnh và bài viết về bánh mì Việt Nam qua các thời kỳ, trưng bày bánh mì xưa và nay, bức tường nguyên liệu gia vị làm bánh mì. Ngoái thì tôi với cô với chị cô có đi, nhưng mà nói chung là cũng đông vui náo nhiệt lắm, nhưng mà cái mặt bằng nó nhỏ, nó không có đầy đủ như ở đây. Ở đây là cái công viên Lê Văn Tám này rất nổi danh, nó có cây bóng mát đó, thành ra là nếu mà mình làm cái hội chợ này thì rất là ok, rất là tốt luôn, thuận tiện cho mọi người. Mà cái bánh mì là món coi như là món ăn coi như là hàng ngày của người Việt mình, món ăn bình dân, thành ra ai cũng yêu thích đó. Có gì thôi, cô cũng đi chuyển về vậy, tháng rồi cô ăn phải 15 ngày bánh mì, cái cả miền ngọt bánh đủ thứ hết đó, thành ra là cái lễ hội bánh mì là phải tham gia. Về không gian là lớn hơn rất nhiều so với lại hồi năm ngoái ở nhà văn hóa thanh niên, là được rộng rãi thoải mái hơn, và đặc biệt là cái cách xử lý rác không bị ứ động, là đó là điều đó là tôi rất là thích, là không đi tới đâu là cũng có những cái thùng rác để cho khách bỏ vào đúng nơi quy định luôn, mà xử lý rác của bên ban tổ chức cũng rất hay, không bị rơi ra ngoài đường, không bị ứ như những cái hội chợ khác. Tại đêm khai mạc, lễ hội bánh mì Việt Nam được trao kỷ lục 150 món ăn kèm bánh mì. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vinh danh các thương hiệu nổi tiếng và trao tặng 25 xe bánh mì khởi nghiệp cho hội phụ nữ của 5 tỉnh thành phố gồm Tây Ninh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra hội thảo chuyên đề Bánh mì Việt Nam với du lịch và ẩm thực thế giới, xoay quanh các nội dung thành quả sáng tạo khác biệt các loại bánh mì Việt đã chinh phục được thế giới, bánh mì Việt với hành trình phát triển khẳng định một món ăn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ cho bánh mì Việt.